10 miếng như một. Có gì không? Đó, quay đây rồi mua. Dạ, cô mua luôn đi. Rồi. Dạ. Cô mua gì? Bán ba lần hôm qua. Hôm qua đây bán ngon lắm. Ngon không cô? Đẹp, ăn hoài biết. Dạ. Mà tôi lên TikTok giùm đi. Dạ. Thế à, thiệt. Cái nước ép thịt cũng ngon nữa. Dạ. Lá. À. Ủa. À là rút xương ở trong rồi. Rút xương. Xong rồi nhét lá móc mật vô. Đúng rồi. Với lại gia vị là để ở trong. Đúng rồi anh ạ. Ồ. Cả nhà nhìn thấy cái giò heo đá không ta? Ồ. Giòn luôn anh ạ. Giòn. Giòn luôn hả? Bao giòn luôn anh. Để mà ướp khác nhau hết ạ. Không thấy ướp khác nhau hả? Ướp khác nhau ạ. Cái này là ướp gia vị gì? Cái này là theo ở bao gọi như kiểu Quảng Đông nhá. Anh ăn nó sẽ không giống thịt quay hay là gì. Anh ăn nó vị rất là khác. Anh cảm nhận. Đúng rồi đó. Ăn tại chỗ cho cả nhà cùng xem ha. Giòn thật luôn cả nhà, không có hoa tí nào luôn á. Rồi xin chào cả nhà kênh Phố Sát Sài Gòn ha. Thuận đang có mặt ở cái quán bán giò heo nướng, ba rọi nướng. Đó là hai cái món nướng mà mình nghe cũng khá là lạ ha. Tại vì giò heo thì thường cả nhà sẽ thấy là quay nè. Nhưng mà đây là để làm nướng. Đặc sản Lạng Sơn, giò heo nướng nha, ba rọi nướng. Đó. Thì là nó sẽ khác với quay như thế nào ha cả nhà, để mình cùng tìm hiểu coi ha. Rồi xin chào bạn ha. Vâng, chào anh ạ. Em tên gì? Em tên Lương. Rồi Lương, Lượng hả? Lượng. Lượng ha. Lượng bán đây lâu chưa? Em bán giò heo được 4 năm đường này rồi. Ồ. 4 năm rồi. Là cái món này là nó khác với quay đúng không hay như thế nào? Người ta có thể gọi là quay hoặc là nướng cũng được. Ờ. Còn bình thường thì em hay gọi nó là nướng. Ờ. Thường thì anh sẽ nghe người ta thì gọi là quay lu hoặc là nướng lu thì nó cũng là một cách thôi, nhưng mà có thể cái cách gọi thì lại có thể là khác nhau. Nhưng mà người ta hay là quay lá mắc mật. Đúng rồi, là giò heo lá mắc mật đấy anh. Dạ. Lá mắc mật ở trong này, đây là cái giò này nứt, nó nhìn thấy bên trong này, cái lá. À. Đây nó bị nứt. À là rút xương ở trong rồi. Rút xương. Xong rồi nhét lá mắc mật vô. Đúng rồi. Với lại gia vị là để ở trong. Đúng rồi anh ạ. Ồ. Cả nhà nhìn thấy cái giò heo đá không ta? Ồ. Giòn luôn anh ạ. Giòn. Giòn luôn hả? Bao giòn luôn anh. Giòn cái da thôi chứ. Giòn cái da. Ồ. Thịt thì mềm. Thịt thì mềm. Chứ giòn tan luôn là nghe rồi, tưởng là giòn luôn thịt. Giòn luôn luôn. Ôi đã quá cả nhà ơi, có ba rọi nè, ba rọi. Là cái em bán đây từ mấy giờ lượng? Buổi chiều thì em nướng 3 rưỡi bắt đầu nó chín. Ồ. Bán tới 8 giờ tối. Ừ. Trễ thì 9 giờ tối là về ạ. 9 giờ tối là nghỉ. Vâng. Em bán cái lượng trên giò là trung bình là khoảng bao nhiêu cái kiểu vậy? Ngày trước thì em nướng tầm 15 cái một ngày, bây giờ thì trước em chỉ nướng nguyên giò thôi. Ờ. Giờ em có thêm bao giọi, ngày một ngày bao giọi thì 20 kg. Với lại giò heo bây giờ thì xuống còn khoảng chục cái một ngày thôi. Ồ vậy hả? Tại vì có cái món này thì nó sẽ giảm món kia. Ờ. Ba giọi em chọn như thế nào? Anh thấy cái miếng nó cũng khá là, em để nó khá là dày luôn á. Cái này là em đặt nó là phải bao giọi là loại rút sườn với lại nạc. Thật là nạc, không mỡ. Mỡ quá nhiều thì người ta ăn thiệt ngán, mà của em đấy thì anh quay nó thịt rất là nạc. Ôi nhìn đã quá cả nhà ơi, nó cái rất thịt là ít mỡ, tỷ lệ nạc nó gọi là 80% mỡ 20. Ừ. Mà cái nồi lớn này là em nướng cả hai thứ trong này luôn hả? Đúng rồi, nướng hai thứ luôn anh. Đây đang có lửa ở trong này. Còn cái là giò nào không? Giò sống này anh bắt đầu là cho thêm vào này. À bây giờ mới cho thêm vào để nướng tiếp hả? Đúng rồi. Treo vậy thôi ha. Lò này đốt bằng than củi nè cả nhà. Đó, than củi nha. Em bán đây bao nhiêu năm rồi? Rồi em bán được 4 năm rồi. Bao giờ em mới nướng thêm cái đây 1 năm. Ồ. Ăn gì chị? Chị lấy bao nhiêu?
ký hay em 1 ký? Bao nhiêu, cắt bao nhiêu? 35 vậy ạ? Bao gọi rút sườn 35 ngàn. Giò thì 250 ký, bán lần nửa cái cắt dòng này chị. Đúng rồi. Đóng lại này. Ok. Đóng lại đi luôn. Ăn ít thì cắt ít, ăn nhiều cắt nhiều nhỉ. Các chị hút nạc nhiều nhá. Chị mua ba rồi hả? Ồ, nhìn cái thịt này cả nhà ơi, hồng tươi. Chị ơi, lấy cho em 75 ngàn đấy nhá. Hơn 2 lạng trước, 2 lạng 2 rồi. Ôi, cái mỡ nó chảy. Nhiêu đây là 35 á? 35 1 lạng, đây là 2 lạng, 70. À. Là ở đây là bán 35 1 lạng hả? Đúng rồi, là 350 là 350 1 ký. Cái chân giò có khác không? Chân giò thì 250 1 ký. Bán lần thì nửa cái cắt dọc xuống ạ. À. Chân giò thì lại rẻ hơn ha. Còn 24 tiếng. Đâu đâu nghe, nghe thử ra. Nhưng mà phải nghe cái tiếng chặt. Còn thu tiền từ đấy luôn. 10 miếng như một. Có gì không? Có, quay đây rồi mua. Dạ cô mua luôn đi. Rồi. Dạ. Cô mua gì? Bán ba lạng qua. Hình quái đây bán ngon lắm. Ngon không cô? Để ăn hoài biết. Dạ. Mà đưa lên TikTok giùm đi. Dạ. Thiệt. Cái nước ấp thịt cũng ngon nữa. Dạ. Ngon lắm. Giòn mà thơm. Cắt luôn em vừa này. Chấm gì không ta? Có chấm. Muốn chấm nước sốt, chấm không chấm cũng được, ăn với bánh mì cũng được. Dạ. Mua thích ăn thuốc mỡ hay là nạc nhiều không? Nạc nhiều. Nạc nhiều ba lạng. Mua hoài ngon lắm. Đây cho mọi người nghe cái tiếng chặt nó rụt rụt rụt. Ngon lắm. Giòn rụt luôn ha. Rồi 105. Rồi chặt em chị đi. Dạ. Mua về ăn cơm hay là ăn bánh hỏi? Thôi về ăn cơm. Dạ, ăn cơm. Đựng nhỏ quá, chặt đựng nhỏ quá. Cái này đâu? Đựng chút nữa. Rồi. Đó. Ngon. Trời, thịt quái đây bán có tiếng lắm. Dạ. Hỏi thơm nức luôn. Đưa lên TikTok đi. Cho lên, em mày, em mày chưa có mối nhiều. Tự nhiên cái chỗ này nó khuất quá tao không có biết. Dạ. Dân ở quanh đây là biết hết rồi. Ngon. Lên phố xá Sài Gòn coi nha cô. Ngon. Kênh phố xá Sài Gòn YouTube. Tên gì? Phố xá Sài Gòn. Phố xá Sài Gòn. Phố xá Sài Gòn rồi. Dạ. Đó con đi ngoài phố cái gặp ai hay hay con quay vậy đó gọi là phố xá Sài Gòn. 105. Có hay mua không cô? Mua hoài à. 105 phải không? Đúng rồi. Là 350 ký đó không? Đúng ạ. Rồi đủ nè. Dạ. Đủ nha. Chặt cho anh một làng hay như nào đi để anh anh review okay, cho kẻ này. Anh thử nè. Kiểu vậy. Một làng cũng bán mà đúng không? Một làng bán bao dọi gì, bao nhiêu bán anh ạ? À, tại vì cái này mình chặt được. Đúng rồi. Còn cái chân giò thì có bán lẻ về không hay là bán nửa cái như thế nào? Nửa cái em cắt dọc lên xuống nè. À. Lấy dọc cả từng móng rồi nè. Là sẽ bán nửa cái thôi. Đúng rồi. Ồ. Còn hết, còn tan. Dạ. Trời, anh thích ăn mỡ hay nạc? Nạc đi, anh thích ăn nạc. Rồi ok. Em hay hỏi khách thích ăn khúc nào, cắt cho khúc đó lắm. Vậy đó hả? Những người thích ăn mỡ mình cắt nạc thì người ta lại không thích. Như khúc này là làm sao? Thôi lấy đàn đi. Nạc lắm á. Ờ, nạc đi. Chấm cái gì đây? Chấm thì này, không có chén để chấm nha, đổ ra nha.
anh đổ, em đổ đây cho anh ăn thử luôn nhá. Ăn thử, ăn luôn tại chỗ về nên là không có chén đĩa đũa gì ở đây. Mang về thì nó sẽ bị mất giòn rồi. Mang về vẫn bao anh giòn cả ngày. Anh về tới quận 9 thì thôi kệ, ăn đại đi. Anh cứ chấm thử nóng sốt cho cả nhà cùng xem. Nó giòn cả ngày thôi, không giòn. Đây, giờ Thuận sẽ ăn thử một miếng nha. Đây, lấy tay cầm luôn. Ăn tại chỗ cho cả nhà cùng xem ha. Giòn thật luôn cả nhà, không có hoa tí nào luôn á. Giòn không, giòn ngoài cái sức tưởng tượng của mình luôn. Sao có thể giòn được như vậy? Theo như khẩu vị của mình thì như vậy là rất là vừa ăn ha, chấm thêm cái này tí xíu là vừa ngon luôn. Cái nước chấm này là em tự pha hả? Nước chấm tự pha. Cái thịt ở trong thì vẫn còn rất là gọi là bóng bẩy mỡ này cả nhà, nó rất là béo ngon thịt, ha. Thịt không khô đâu, thịt là không hề khô. Không khô như kiểu các cái tiệm quay đâu. Ăn không cũng ngon, quá trời ngon luôn. Quá xuất sắc cả nhà ơi. Mười điểm nha, mười điểm nha cả nhà. Mười điểm không nhưng không nhị gì hết, ok. Ủa mà ngon gì mà sao bán mười mấy cái là nhiều hay ít ra mười mấy cái chân giò? Mười mấy cái chân giò tính trung bình lên 25 kg sống rồi. Một cái là cũng lấy loại giò heo còn còn lớn. Một cái còn là cũng 2,5 kg cả xương, về rút xương ra. Là về em tự em rút xương ra. Mình người ta sẽ rút xương cho mình luôn, nhưng mà người ta sẽ tính cân tất cả lên. Trung bình là 2,5 kg một cái, giò 2,5 kg cả là lúc sống rồi. Nướng lên thì nó hao đi nữa. Đó, Thuận cũng đã ăn và cũng đã trải nghiệm cái chất lượng của ba rọi rồi nha cả nhà. Cái chân giò thì Thuận thấy là nó cũng da nó cũng giòn xuất sắc luôn nè. Đó, cả nhà thấy ha, thì có thể yên tâm nha. Thì cái chân giò được cái là nó còn thấm gia vị nhiều hơn đúng không? Thấm nhiều hơn, nãy ướp nó lâu hơn. Tại vì anh thấy là có để cái lá mắc mật ở trong thì nó sẽ thấm ra ngoài, nó thơm hơn nữa. Mỗi cái nó có một vị khác nhau á. Cái này vị khác, cái này mà ướp khác nhau hết ạ. Không ướp khác nhau hả? Ướp khác nhau ạ. Cái này là ướp vị gì? Cái này là theo ở bao gọi như kiểu Quảng Đông nhá. Anh ăn nó sẽ không giống vị quay hay là gì. Anh ăn nó vị rất là khác. Anh cảm nhận đúng rồi đó. Quá ngon luôn cả nhà, thịt ăn không mà nó không bị ngán gì hết trơn á. Không hề ngán luôn, ăn nãy giờ. Ở đây địa chỉ sao anh? Ở đây là 208 Dương Ma Trạng, phường 2, quận 8. Em bán ở đây được 4 năm rồi. Đó thì cả nhà có muốn ăn thử. Tại thực sự là Thuận ăn rồi, Thuận thấy ngon, bá cháy luôn á, ngon 10 điểm luôn á. Cho nên là cả nhà cứ tới để mà thưởng thức thử ha. Đó. Nướng bán trực tiếp luôn. Đó, bán nướng tại chỗ luôn này, không không sợ là nó bị để lâu ha cả nhà ha. Ăn tới đâu nướng tới đó, bán tới đó luôn. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip, và nếu cả nhà cũng có nhu cầu ăn cái món này thì cả nhà gần đây thì nhớ ghé ăn thử nha, ăn thử một lần đi là sẽ biết chất lượng như thế nào ha. Như bản thân mình là thấy rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người ở cái clip tiếp theo nha. Mà em bán mấy giờ mấy giờ? Hồi nãy là nói rồi đúng không? Chín, khi nào nó chín là 3:30 bắt đầu chín. 9 giờ tối. Rồi đó, cái khung giờ của bạn là vậy ha cả nhà.